Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Trở lại video tiếp theo của Duy Minh, cái câu chuyện của là ba anh thợ lặn ở là Cà Mau quý anh chị, chấn động luôn cả tỉnh Cà Mau quý cô chú anh chị. Đúng rồi, ở đây là cuối bản đồ của đất Việt Nam quý anh chị. Hôm nay thì có Duy Minh cùng với anh Niu. Đây là cái con đường vào là ngôi nhà của là ngôi nhà của là anh Nhí, là chồng của chị Diễm, một trong ba người quý cô chú anh chị, để là vô chia sẻ tìm hiểu buổi sáng cho bà con cô bác xem ha. Thì cái câu chuyện cũng vì cuộc sống mưu sinh cho nên là anh không ai bị tai nạn ha. Ủa dạ, bể hết còn khô đậu luôn á. Ồ, cái này tối nay mới làm hả ta? Không làm chuyện nào. Đây có, đây là bé Hằng. Dạ, chào anh. Dạ, khóc đi rồi. Cảnh này là thấy rơi nước mắt luôn quý anh chị. Tội quá, nhìn cảnh này thì ai cũng là buồn hết quý vị. Có tội nha. Nói gì chị ơi, để chị khóc đi, khóc quá, để cho liều đây. Ô, quý cô chú anh chị, mình đứng đây mình thấy cầm lòng không đặn luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó, phải nói là một cái câu chuyện rất là thương tâm luôn quý cô chú anh chị. Nó bây giờ là mình đứng trong đó hồi là mình chắc là mình khóc luôn á. Bà con cô bác thấy là chỉ trong vòng không còn bao lâu nữa thôi thì sẽ là đem anh đi chôn, mà đem anh đi chôn đó thì phải đem bằng vỏ lãi với chú chị, tại vì cái con đường này không thể nào mà đi bằng xe lớn vô được. Dạ em nghe là vậy. Dạ. Dạ. Sao vậy? Dạ. Khi mà mình đi chôn là mình phải đi vỏ lãi đây hả? Dạ. Khổ lắm chị ơi, nói chung là cả cảnh ở đây khổ. Hai người dưới kia mà một người thì chôn một cánh tay, còn hai người kia thì có mấy miếng thịt à. Mà chôn chung một cái hàng luôn chị. Nói chung là cảnh là rất là khổ luôn. Hồi đó giờ em đi quay cảnh là đám tang là chưa có cái hoàn cảnh nào mà nó khổ luôn á, nó thật sự.
Dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. 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 Nó nổ xong rồi. Dạ dạ dạ. Còn cái mũi không đóng mà không biết đục. Có nghĩa là Hào đã đóng cho cái cậu bạ đó hả? Cậu bạ đó. Hào đóng xung quanh vậy nè. Dạ. Hay đục. Cứ cái đục lấy Hào hả? Nghi chắc đục chạm. Dạ. Chứ không phải là cưa đâu nha mọi người. Dạ. Tại vì ở dưới nước mà. Dưới nước mà. Lặn mà. Tại vì mọi người là đi bắt Hào á. Lặn bắt Hào đúng không? Mọi người vậy thôi đó. Dạ. 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 Chúc mình chở băng xô này nha anh. Dạ. Gì hả? Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Có gì thì em gọi lại. Dạ. Dạ. Thứ bảy thì sao hả chị? Bảy thì sao ha? Thứ bảy thì sao ha? Dạ. Chuẩn bị còn 1 tiếng rưỡi nữa là đi chung. Chị mới hỏi thăm, chị Liễu mới hỏi thăm, mới nói gì đâu mà cái đám tang gì mà nó tàn dữ vậy. Bên kia không dám coi luôn đó. Bên kia tàn hơn, nhà bên kia là xa lắm. Nhà bên kia là anh em đi bộ mất có 3 cây. Anh em đi bộ sáng, anh em đi bộ 6 giờ tới nơi cô chú. Nhìn sáng vô rồi hai anh em gặp. Ngủ sáng sáng giờ là 7 giờ cô chú. Gặp chị cái nữa là thấy xuống nước mắt luôn của chương trình. Sợ là chưa có khi nào mà vì mình thấy là cái đám tang mà nó tàn mà kiểu như nó thảm dữ dàng luôn á. Vô gặp gia đình một cái là thấy nó buồn dữ dàng luôn quý cô chú anh chị ạ. Nói chung là cuộc sống mà mưu sinh mà quý cô chú anh chị. Bên kia thì chỉ có mà đặc biệt ở đây là một quan tài chỉ có một cánh tay và khi mà chôn thì cũng không còn nguyên vẹn nữa, thật là rất là thương tâm đáng buồn quý chú vậy. Còn bên kia thì một quan tài thì có không biết được 2 ký thịt không quý của chú anh chị. Đó là bà em 16 tuổi, em Hiếu 16 tuổi và em và cái anh Tư thì ảnh sinh năm 1982 quý của chú anh chị. Đó. Cũng là 40 mấy tuổi. Đó quý chú anh chị. Anh Nhi này thì 31 tuổi quý chú anh chị. Thì bên trong nè, anh rất là xúc động khi mà thấy cái cảnh này là bà con cô bác biết rồi, xuống nước mắt quý chú anh chị. Mong bà con cô bác yêu quý và thương tiếc gia đình có muốn hỗ trợ cái điều gì đó vật chất hay như thế nào đó thì có thể liên hệ qua Di Minh sẵn sàng làm kết nối để là tiếp tục chia sẻ cái hoàn cảnh cho bà con cô bác cùng xem, để là giúp đỡ anh, giúp đỡ chị và hai anh kia, vợ con của anh kia trong những cái hoàn cảnh là khó khăn nhất bây giờ ha quý cô chú anh chị. Đây là buổi sáng ngày 18 rồi quý anh chị. Đây là cây, này là cái cáo phó nè quý cô chú. Trong dòng cáo phó Tạ Văn Nhí nè, sinh năm là 1992 nè, đã từ giờ ngồi lúc 9 giờ gửi nè, 9 giờ 5 phút đó, ngày 17 tháng 1 năm 2024 nè, nhằm ngày 7 tháng 12 Quý Mão nè, hưởng thọ 31 tuổi quý chú chị đó. Và lễ nhập quan là 5 giờ tối hôm ngày 17 giờ 0 giờ đó, 0 giờ hôm 17 tháng 1 nhằm ngày 8 tháng 12 âm lịch đó quý chú chị.
và lễ đồng quan 9 giờ nè quý anh chị, 9 giờ sắp tới sẽ đồng quan ngày 9 tháng 12. Mong bà con cô bác quý anh chị, bà con cô bác mà chú ý Duy Minh thì nhắn like chia sẻ giùm cho là Duy Minh ha. Bây giờ thì Duy Minh kết thúc video tại đây và sẽ tiếp tục ghi hình cho bà con cô bác xem cái câu chuyện rất là thương tâm ở Cà Mau, ba người cưa bơm. Không quý các chú anh chị, bây giờ Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con một video tiếp theo. Bà con nhớ nhấn like chia sẻ giùm Duy Minh nha bà con.